chào cô chú chị và bạn kênh Minh Trân miền Tây Hồng Hội Sáng Tạo nha. Thì hôm nay cũng mình tiếp tục cho mình chia sẻ, anh em đang dây để xây cái nhà vệ sinh nha. Có cái anh thợ đó, anh buộc dây mà nãy giờ anh đứng vậy đó vung tay luôn. Rồi để mình áp mình dựng máy lại rồi mình sẽ mời cô chú anh chị và bạn xem mình xây cái nhà vệ sinh này như thế nào nha. Thấy gì đâu chặt đỡ đi. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.